giá thành hợp lý, thiết kế tối giản, cùng công năng phong phú. Chậu một hố thép không rỉ có làm người đẹp lung linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem chiếc chậu một hố thép không rỉ ở tủ bếp Nhật Bản này, kết hợp với mặt bàn cùng chất liệu bằng phương pháp dập liền khối, cho ra bề mặt hoàn thiện rất đẹp. Khi cần đến nhiều dạng công năng hơn, người đẹp có các loại phụ kiện chậu đi kèm. Lưới rau nước dùng để ướp chén đĩa vừa và nhỏ, lại còn có thể dùng như rổ rau nước khi rửa rau củ hay thịt cá nữa nè. Rửa xong thì đến bước sơ chế, mình cũng có luôn chiếc hớt đi kèm chậu. Đặt lên lưới rau nước như vậy là có thể thao tác gọn gàng sạch sẽ rồi. Khi không dùng nữa, người đẹp lau khô rồi cho vào ngăn kéo ở dưới. À, và đừng quên khay ướp chén bát này nữa nha. Lòng khay sâu, thiết kế rãnh phù hợp cho cả chén dĩa hay ly tách. Người đẹp ướp chén dĩa lên đây không sợ trơn trượt, không sợ rơi vỡ đâu nha. Ngoài ra, lòng chậu còn có hiệu ứng nhám đặc biệt, giúp dòng nước nhanh chóng chảy xuống lỗ thoát, để lại bề mặt khô ráo, sạch sẽ vô cùng. Chậu một hố thép không rỉ tiện dụng với hàng loạt phụ kiện đa công năng, chỉ cung cấp cùng với tủ bếp thép tráng nguyên kính Nhật Bản thôi nha.